Wow, cả nhà hiện tại A Báo đã có mặt ở thị trấn Bắc Quang, Hà Giang. Hôm nay rất là nắng cả nhà, khá nắng. Thì là A Báo đang chuẩn bị là đã đi được nửa quãng đường rồi. Hôm nay là đi lấy cái chiếc loa Dai Chip Pro mà của anh Chí là tặng A Báo năm ngoái rồi, nhưng mà ít sử dụng quá cho nên là nó bị trục trặc cái gì đấy và đã đi sửa rồi. Bây giờ là đã sửa xong ở dưới nhà, ở chỗ trung tâm máy tính Gia Khánh ở thị trấn Bắc Quang, Hà Giang. Thì A Báo hôm nay đi một mình, đi qua chợ Bắc Quang rồi. Bây giờ đi xuống trung tâm của anh Gia Khánh để lấy loa. Rồi A Báo đưa cả nhà cùng xuống nhé. Đấy, trời mùa hè nắng nực rồi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đi nhé. Đây, đi được một nửa đường rồi cả nhà. Ở thị trấn Bắc Quang thì cũng có khá nhiều cây xanh, cây to, cho nên là cũng khá mát mà cũng không nóng như ở thành phố. Ở thành phố với ở Đồng Văn hiện tại đang rất là nóng, bởi vì là các cây xanh to hai bên đường đã bị gọi là bị hạ, bị chặt hết rồi, bị đốn hết rồi, cho nên là đang trồng cây nhỏ, cây mới thì chắc khoảng tầm 10 năm nữa mới có màu xanh, 10 năm nữa mới có bóng mát như thế này. Bây giờ cây nó chỉ có như ngón tay thôi cả nhà. Còn ở Bắc Quang thì cây xanh hơn, tốt hơn, có hàng hàng chục năm rồi. Đấy. Ví dụ như cây này, hai cây này ít nhất là tầm 50 năm rồi, cây xà cừ. Rất to. Cây phượng này, đấy, rất to cả nhà nhé. Những cây có hàng trăm năm. Với mùa hè nóng nực như thế này thì A Báo chỉ mong muốn là có những cây xanh như này để phủ kín và che bóng mát cho những người đi đường, và có oxy cho cả thị trấn để hít thở không khí trong lành vào mùa hè. Nếu mà ở hai bên đường mà không có cây xanh như này thì đi cái mặt đường nó nóng lên và nó cảm giác như là 40-50 độ, kỳ nóng luôn cả nhà. Cũng được mà có cây xanh thì nó sẽ giảm thiểu được cái độ nóng từ mặt mặt trời chiếu xuống mặt đường, mà mặt đường này nó bốc lên. Và ở vị trí nào mà không có cây xanh thì vị trí đó sẽ là rất là nóng cả nhà, đi qua cực kỳ nóng luôn, nó hưng lên ở trước mặt ta. Ở đây có các bà, các em bán rau này. Đấy, có những cây phượng rất là tốt, rất là to. Cung đường đi xuống cũng khá dài, khoảng tầm 5 km cả nhà. 5 km. Wow. Rất là nhiều ô tô. Một mùa hè nóng nực, một mùa hè đầy vất vả đây cả nhà. Sắp đến rồi, sắp khoảng tầm mấy km nữa báo sẽ đến nơi. Mới nữa báo có chương trình là đi về miền xuôi, nhưng mà để xem chương trình như thế nào đã để A Báo sẽ sắp xếp. Quay những MV và những ca khúc của miền quê, miền Trung, xứ Nghệ. Hôm qua thèm cốc nước mát, có khi là phải dừng ở đâu đấy uống cốc nước mía rồi cả nhà, nóng quá. Em cốc nước mía xem ở chỗ nào có tao uống. Đây, ở đây ngã ba chợ Thì Vôi cả nhà nhé, ngã ba chợ Thì Vôi. À, đâu này có chỗ bán nước mía này.
bán mận các kiểu đấy. Bao cho con công nước mía đấy, ngồi đây cho mát nào. Chào anh em nhé. Đấy, tát khóa ngồi bác uống nước mía. Đang ở ngã ba chợ Thị Vôi, thị trấn Bắc Quang, Hà Giang. Đấy, có quán nước mía ở dọc đường, sát bên đường. Có bác trai cũng nhiều tuổi đang bán, bán cả dứa nữa. Máy đang ép nước mía cả nhà nhé. Cốc nước mía ra đường. Đấy, nước mía rất ngon này. Vâng, con xin bác nhé. Nước mía rất xanh cả nhà này. Uống luôn. Rất ngọt cả nhà. Rất mát luôn. Đã hết một cốc, không phải chờ đợi, nóng quá làm hết một cốc. Đã khác cả nhà. À, bác là gọt dứa này để bán à? Một túi này bao nhiêu tiền? 20.000 một túi này. Đây là dứa cả nhà này, 20.000 một túi này này. Phía bên này cũng rất là nhiều dứa này. Đấy, dứa của bác trồng ở trên nương nhá. Đấy, dứa thì một cân cũng bao nhiêu bác? Một cân 15.000. Đấy, thái ra là 20.000 một túi này đúng không bác? Đấy, phía bên này là mận này. Đấy, mận ở nhà nhá, ở nương trồng nhá. Ở đây là ở thị trấn Bắc Quang, Hà Giang đấy. Ai mà đi qua thì có thể ủng hộ cho bác này, bác trồng dứa bán dứa này. Con chào ông. Đấy, ông đi nương hay đi đâu đây? À, vâng. Bác bảo một cái máy quay của Apa nó quay cho lên truyền hình rồi bắt đi chơi ở trên TV luôn. Đấy, không thấy nghỉ luôn. Bằng sale. Đây không chơi khủng bố khủng mẹ đó này. Đấy, bác đang đi chơi đi chợ để đứng chém gió với bác bán nước đây. À, cháu lấy một chai cà phê nữa. Một cà phê này cho tỉnh táo. Cháu lấy một túi này 20.000 đúng không? 20.000. Cháu lấy một túi. Đấy, ủng hộ đồng bào. Là... cháu mang đi thôi để tí nữa cháu ăn luôn. Vâng. Úi giời, ba còn treo xe hộ cháu. Cháu gửi. 20.000, 10.000 mía là 30.000. Thế chiều về mà cháu mà ăn hết rồi chiều về cháu lại mua tiếp. Tí nó quay lên à? Tí nó cháu xuôi coi như tí nó quay lên đó. Tí cháu quay lên mà. Vâng. Bây giờ nó đưa cái này về coi như là truyền hình. Đi đưa về truyền hình. Tối nay xem thời sự nó cho lên TV. Cháu nhà ở Việt Vinh đó thôi. Chạy xuống dưới này lấy cái loa. Đi sửa cái loa. Cái loa ở đâu? Ở Gia Khánh như thế này. Việt Vinh ở chỗ nào? Km 55. Ôi, chiều mà cháu qua cháu mua thêm hoa quả sau. Ủy ban à? Ủy ban. Ở trên ủy ban. Ở ủy ban luôn. Vâng, ngay ủy ban. Đấy, rất nhiều quả ngon này. Để chiều cháu qua bác nhá. Bác đi nhờ à? À, được. Không biết là công an nó có làm việc không? Không sợ đâu phải không? Vâng. Đấy, bác đi nhờ nhá, cho đi luôn. Ê, sẽ không sợ đâu, thoải mái mà. Cháu còn cho bác đèo luôn.
nhá, áp báo chuyển sang nghề làm xe ôm đó. Hôm nay được làm xe ôm bác. Cho con hỏi bác tên gì nhỉ? Khải. Bác Khải, nhà bác Quang đây à? Ờ, nhà bác Quang. À, bác đi đi là không mất tiền đâu nhá. Đi xe ôm của cháu là không mất tiền đấy nhá. À, không mất tiền cháu mới cho đi, còn mất tiền không cho đi đâu. À, bác Khải á, bảo làm xe ôm. Đấy, cả nhà yên tâm, đi không mất tiền, được ngồi chém gió vui với bác là được. Bác nhà ở cách đây xa không? Bác Khá. Có nhưng mà ít là bây giờ là đi khoảng bao nhiêu km nữa mới đến Bác Khá đây? À, 3 km nữa để cháu đưa bác tận nhà luôn. Đưa bác đến nhà luôn. À, bác ở Bác Khá. Mà trời mà nắng này cũng Bác Khá thật đấy bác nhỉ. Bác có thấy há không? Nắng lè lưỡi há hết mồm. Há hết mồm gọi là đúng là Bác Khá đấy nhỉ. Bác Khá hay là Bác Khá bác? Bác Khá. Bác có nghĩa là Bắc, có nghĩa là gì, là có phải là Bắc Bó hay không, những không phải Bắc Bó chứ. Bắc là có nghĩa là gì, tiếng Tây. À, bác không phải người Tây à? Ô, bác ở Nam Định à? Ô, Nam Định, ngày mai ngày kia cháu về Nam Định đấy. Bác ở đâu Nam Định? Nghìn dặm đường con về thăm quê hương Nam Định, quê tôi miền quê Thanh Bình. Theo câu chuyện kể tình cha năm xưa, ơi quê nhà Nam Định yêu thương. Ngày trở về bao niềm vui mênh mang, Nam Định quê tôi địa linh nhân kiệt. Ươm những hiện tại rạng danh non sông, ơi quê nhà Nam Định yêu thương. Hải Lộc ơi, Hải Hậu ơi, Nam Định ơi, một miền quê yên bình, một miền quê ân tình. Nay con về hội ngộ anh em, nay con về nhận mẹ tình cha. Ngày xưa cha đi bộ đội, mẹ ở nhà vất vả nuôi con. Lời ru bao la của mẹ, cha đi chiến trận sẽ về thăm quê. Thời gian qua nửa đời người, bao tháng bao ngày mẹ chờ con mong. Giờ đây con lớn nên người, con tìm về cội nguồn quê hương. Hải Lộc ơi, Hải Hậu ơi, Nam Định ơi, Hải Lộc ơi, Hải Hậu ơi, Nam Định quê mẹ ơi. Đâu sao biết bác con quê Nghệ An? Con đã nói với bác là con quê Nghệ An đâu? À, chắc bác xem kênh YouTube à? À, bác biết à báo. À, rồi, bác biết con rồi. À, báo, rồi. Bác rẽ trái à? Bác rẽ trái đúng không? À, thế khoảng tầm mấy cây nữa là đến? Một cây nữa, à, còn mình đã đi được 2 cây. À, bây giờ còn 1 cây nữa. Hôm nay được làm xe ôm cho bác Khải. Bác Khải nhờ? Bác Khải à bác? À, không phải Võ Văn Khải đấy chứ? À, rồi. Nếu mà bác mà Võ Văn Khải nữa đúng là tuyệt vời luôn. Con chở chủ tịch nước. Bác có chủ tịch thôn hay là trưởng thôn hay là chủ tịch xã gì không? Ở nhà thôi à? Ôi giời ơi, phí quá nhờ. Cháu cứ tưởng là bác là làm ở trung ương nên, nhưng mà đọc cái tên thế này. À rồi rồi, em chú làm ở trung ương à? Cháu tưởng bác làm bí thư xã hay là chủ tịch xã cũng nên nghe tên giật hết cả mình. Phan Văn Khải, Võ Văn Khải. Ôi giời.
Hôm nay đi làm xe ôm ở nhà nhá, A Báo chuyển nghề làm xe ôm. Xe ôm miễn phí. Ở chết rồi, công an. Còn mong là không sao. Ở cả nhà công an ở phía bên phải A Báo này. Đấy, úi dù, chạy nhanh thôi. Bác đội mũ lên nhá. Bác đội mũ lên, mũ bèo cũng được để che che lấp đi cái... lấp đi cái bạc. Đúng rồi, cháu không có mũ để cho bác đội đấy. Hơi sai lầm với công an mà bắt là đúng là hôm nay là cháu là mất tổng tầm 1 tháng lương đến 2 tháng lương đấy. Có công an đấy cả nhà. Không. Vâng. Rồi rồi tí. Ôi rồi, rồi nhiệm vụ cục thì bây giờ cháu bị bắt thì không kịp gọi nhờ đâu. Về công an ở dưới trung ương người ta lên làm. Bác không đội mũ bảo hiểm là mình sai rồi, mình phải chịu, mình phải bị chịu phạt đấy. Thế hôm nay là đúng là cháu là bảo hiểm đèo bác thôi, thương bác quá thì đưa bác về thôi. Đúng không? Bây giờ công an trung ương lên làm không phải công an tỉnh đâu. Công an tỉnh thì còn đỡ một tí. À, bác nhà đây à? Ôi giời. Đây, để xuống luôn. Đây, nhà đâu bác chỉ cháu vào tận sân. Vợ bác đâu? Nhà nào? À, sắp đến rồi. Sắp đến nhà bác này, đấy. Sắp đến chưa? Vẫn chưa. Ôi dồi. Đây là 1.2 km đấy nhờ. Để 3 đi. Đâu? Nhà đây luôn à? Bên trái bên phải. Đây nhà bác ở đâu? À bên này à? Ôi giời ơi. À bên này à? À nhà bác trong này à? Ui sao nhìn heo hoang vu thế? Đây, bác cũng một mình rồi. Bác ở một mình à? Ừ. Ôi giời. Bác dẫn cháu vào xem nào. Ôi giời. Bác ở một mình. Sao ở một mình thế này? Bác bao nhiêu tuổi rồi sao ở một mình mà nhà lại hoang vu thế này? Ôi giời. Năm nay gần 70 rồi. Bác gần 70 à? Mà sao lại bác lại ở một mình mà đất rộng mênh mông mà một ngôi nhà hoang như thế này? Bác có mỗi đứa con bỏ vợ rồi, cháu đi làm, mẹ đi làm. À có nghĩa là bác bỏ vợ, con cháu đi làm xa. À bác mở cửa cháu ngó xem nhà nào. Không mang đồ vào bác? Bác lấy chìa khóa. Rồi, để bác giấu chìa khóa ở sau nhà này. Để bác giấu chìa khóa sau nhà, đấy sợ mất. Đấy. Ở trước nhà có một cây rất to nằm áng ngự ở trước ngôi nhà cả nhà này. Wow, bác ở một mình ở ngôi nhà mà không có người ở như này cảm giác như lạnh lẽo quá. Này. Ôi giời. Rồi. Đây nhà bác này. Ôi giời ơi. Ôi dồi dồi dồi. Ôi nhà bác ở đây ở một mình. Ừ, nhà không có gì cả nhà. Đây gọi là bác là nhà nghèo chứ nhà. Bác 70 tuổi rồi mà bác ở một mình ở nhà như thế này. Bác bàn thờ cũng không thắp hương cúng bái gì nhà, đúng không? Sau nhà giường chiếu cũng để ngổn ngang. Cháu quay một vòng nhà bác được không? Được, cháu quay. Đây dưới bếp cả nhà này. Đây dưới bếp. Đây dưới bếp nhé. Đây. Đây. Wow. Đây là giường của bác này. Đấy. Wow. Nhà có mỗi tủ to to một tí cũng hỏng hết rồi. Ôi. Hoàn cảnh bác một mình ở như này, bác không gọi con cháu về sửa sang nhà cửa mà ở. Nhau còn mỗi thằng con
cháu học mà chẳng có bằng cấp đi làm công ty. Bác ở một mình, bác ở một mình như thế này có lương hưu hay là có gì không? Bác có lương trợ cấp thôi. Trợ cấp à? 700, một tháng có 700. Được 700 nghìn à? À, mà nhà này gọi là nhà thì rộng nhưng mà heo hút lạnh lẽo á. Bác bỏ vợ lâu chưa? Bỏ vợ 20 năm này. Ở một mình. Ở một mình cô quạnh như này. Này giờ khi mà ốm đau bệnh tật thì ai chăm nhau? Về ốm đau thì bác lại phải điện cho con về thôi. Ở một mình như thế này. Nói chung là ở đây thì đất này là đất của mình hay là thuê? Đất của bác hết. Đất của bác. Trong rừng này có một hecta rồi. Đất nữa cháu. Của mình đấy mà. Đây là một ngôi nhà rất là to nhưng mà mỗi một mình bác ở, bác Khải ở đó cả nhà. Thấy rất là buồn khi mà thì bác ở cô đơn như này, lỡ may nửa đêm trái gió trở trời sau là nào là tai biến này, nào là tai biến mạch máu não nửa đêm ai biết được, hoặc tụt huyết áp hoặc là tăng huyết áp thì ai chăm cho. Nửa đêm làm sao gọi được con ở xa về, không kịp cứu ấy. Chết cái nào chẳng biết thì cháu. Ôi trời ơi. Cháu cũng không biết nói gì hơn, nhìn nhà bác hoàn cảnh. Con trai làm bên gì hả bác? Con trai em học không có bằng cấp thì anh em nhà bác làm bên an ninh, nhưng mà nó có học bằng lớp 9 chứ không bằng cái gì, đi làm công ty mà. Đi làm công ty à? Mỗi thằng con hôm nay sinh năm 82. Vâng. Một lần vợ rồi bây giờ bỏ rồi, chứ lâu rồi đi đâu. Cũng một lần vợ sau bỏ rồi bây giờ cũng vẫn lại chưa có vợ. Vẫn thế, vẫn bơ vơ. Bác ở nhà là bàn thờ trên gia tiên là không thắp? Không. Nó này trước cháu lắp cho cao quá mà. Cháu nghĩ là ở đây là phải mình phải làm bàn thờ để thắp thủ công. Thắp hương thủ công thì khi đấy thủ công mới bảo vệ gia đình được. Chỗ yên ấm được, không có để hoang vu này sao. Tưởng như ma tà ở ngoài người ta, nó vào ấy. Phải có thủ công để bảo vệ. Theo con là thế. Trước là bác cũng ở bên quân đội về. Mình thủ công thì mình phải thắp hương ở trong nhà có bát hương thắp gia tiên. Thắp bàn thờ gia tiên tổ tiên thì mới phù hộ cho gia đình, cho cả bác nữa. Cho cả con cháu trong nhà nữa. Cháu góp ý cho bác thôi, không phải là bác con làm rồi. Đúng nhá. Rồi, vâng, cháu góp ý cho bác là đúng rồi. Bởi vì là bàn thờ lạnh lẽo này. Vâng. Khi mà vào nhà bác thì cháu thấy lạnh lẽo rồi. Vâng. Đi ngoài không thấy ấm cúng như cả. Ở đây toàn là khí âm nhiều hơn khí dương. Âm khí nhiều. Con không phải thầy bói đâu, nhưng mà con nhìn thấy là nhà của mình là không có ấm cúng bởi vì nó lạnh lẽo ấy. Đấy. Bác nhá. Bác phải làm bàn thờ để thờ, phải bây giờ cũng chả biết là thầy thờ như thế nào, nhưng mà mình phải có bàn thờ để thờ ông bà tổ tiên á. Thế chắc là lâu lắm rồi bác không thờ. Bao nhiêu năm rồi? Mấy chục năm này. Mấy chục năm không thờ ông bà tổ tiên. Ông bà thì các em chúng nó thờ thôi. Nhưng bác là phải thờ ông bà tổ tiên. Mẹ thì mới mất, bố mất lâu rồi. À, mẹ mới mẹ mất. Mẹ mới mất 9 năm tuổi. Năm 2 năm. Rồi. Ở bên thằng Út bên kia. Mẹ mới là gọi là vợ bác. Không, đúng. Vợ bác bỏ. Bờ bác. Còn mẹ là bà, là bà cụ. Thế là bác là phải làm bàn thờ để thờ mẹ, thờ ông bà cha mẹ tổ tiên. Mấy chục năm bác không thờ là đúng là không. Sau này con cháu còn thờ cả mình nữa. Đấy. Thế là bác bỏ nhau, mỗi thằng con năm nay sinh năm 82. Vâng. Làm vợ rồi lại bỏ, chứ đâu không học, có bằng cấp gì. Công ty ấy. Vâng, cháu biết rồi, nhưng mà cái mình thắp hương
Mình thờ cúng tổ tiên thì là một phần rất là quan trọng khi mà trong cuộc sống mình bị như thế này như thế nọ, là cũng do là ông bà tổ tiên phù hộ cho đấy. Đấy, kể cả con cái mà con tự nhiên đang yên đang lành lại bỏ vợ cũng là do gia tiên, bởi vì mình không quan tâm ông bà tổ tiên thì sẽ không được phù hộ thôi. Nhưng mà bạn nói cháu thế này, thế có thấy nhiều người bỏ nhau lắm thì như thế nào? Cháu, anh có thấy nhiều người cỡ 25, 26, 30 Do là đấy. cái độ tuổi có còn quá trẻ, là sau họ đến với nhau họ chưa chín chắn ấy, họ đến với nhau trẻ trẻ quá cho nên là chỉ có nghĩ là khi lúc đấy là yêu thôi, yêu thôi, nhưng mà khi mà về ở với nhau một thời gian rồi mới nhận ra là không có tiền, không có gì để nuôi con cái, sau này sẽ xảy ra là tranh chấp này, xích mích này, tiền không có, vợ không có tiền, chồng không có tiền, là thành cãi nhau, cuối cùng sẽ tan vỡ. Nói cho anh em trong nhà thằng út thì bây giờ đánh nhau gắt kinh lắm, bây giờ nó giết đấy ở nhà này, này. Cái bọn nó cứ theo dõi bác cũng sợ lắm, Theo dõi bác nó theo dõi bác à, bác là sao phải theo dõi cứ sợ bác thù nó biết chứ không. à à Bác bò vào nhà thì bác tròn tin thôi chết đi hết. à à có nghĩa Giờ có làm được không đâu mình không làm điều đấy, à. nhưng mà ý là ngày xưa có nợ nần gì không bác, hay là con trai bác hay sao, Không nhưng mà sao lại kiểu như là đánh nhau các kiểu là sao? à, thế nào anh em tranh nhau đất À, đấy. tranh tranh giành đất. Thế xong thằng Hà Nội là em chú anh vậy, xong nó bắt anh đi huyện công an đấy. Thế nhưng mà anh bác là quân đội, bác bị bệnh tâm thần, công an không làm gì bác, cháu chém quân trong khoa đạn như này, cả thứ tư ở nhà đây, ba đứa vẫn là một nằm viện 1 tháng không làm gì bác. À, Bác bị bệnh tâm thần, do đó làm việc với quân đội. bác bị bệnh tâm thần. Vâng, thế bây giờ là gần đây gần nhà đây, bác đi qua một nhà có thằng đến nó bảo là theo dõi không, bác đêm bác đến bác cho chết nó mất bố. Còn sợ Là bác là trả thù. là Vâng, thì cũng nói chung về về anh em mà không rõ ràng về đất đai là đấy, dễ thế đánh nó nhau, lại giết nhau với cháu dễ đánh nhau đấy như bác. Hà Tây đây, giết hết vâng cả vâng nhà đấy, ấy. cả bố cả con Đấy tranh giành đất đai đấy giành đất đấy đấy, mình cũng là một bài học cho mình. đấy lắm lúc đấy, bác bảo nhiều người cứ bỏ thôi, bác nói thật với cháu kể cả như nhà xây này, Vâng. kể cả cái chó bò vào không biết, Vâng. thì cho một tích tắc nó tự động mà chết, Vâng. không nguồn nước để tắc. Vâng. Thế bọn cứ bảo người nó nói bác là sợ như thế. Vâng. Mình không làm đấy, bởi Thì mình là mình thế sống là còn nó tâm. thế này cháu thì bác còn con á, Vâng, thì còn bác còn bây mình giờ có một ở đứa con mình mà làm bác. ác thì sau này con cháu mình sẽ nhận cái ác. Đúng, cháu ở quê bác nhớ này, ông này làm Hàn Quốc, Vâng. thế ông cứ lấy thuốc độc cho ta uống, người ta chết cả nhà, đời con đời cháu ông bây giờ chết hết, À, đấy có nghĩa không là còn một người nào bác mắt thấy đấy có nghĩa là quê. mình nhìn thấy là quả báo ấy, có nghĩa là trước mắt là mình giết họ, nhưng mà sau này con cháu của mình sẽ bị người khác giết, hoặc là sẽ bị tự chết, hoặc là bị Đấy, tai nạn, mà hoặc cái nhà vân vân. này, cái ông này làm thầy thuốc, Thầy thuốc mà không sát có hại tâm, người ta bằng thuốc cho chết ấy. Chết. thầy thuốc mà không có tâm thì Thế là sau bác thấy là nhà con cháu chết đấy, hết. cả nhà đấy là bác là người Trong 68 tuổi nhà bác ấy. sau tan tuổi đấy nhỉ? Bác 68 tuổi rồi mà bác Bác còn sinh năm 1955. còn nhìn thấy cái hình ảnh mà bằng chứng sống, là nhìn thấy là có người thầy thuốc bốc thuốc mà sa thải gia đình họ, sau cuối cùng cả dòng họ cả gia đình của thầy thuốc là cũng chết hết, và bác nhìn thấy Mắt đời bác ấy. đấy. Nên nếu mà ví dụ bây giờ mà bác hay cháu mà dùng chỉ cần một chút thuốc độc thả vào dòng nước của gia đình họ, cả nhà họ chết rồi, sau sau này con cháu mình cũng sẽ Đấy, chết. chết hết luôn. Con cũng không mong muốn là mình sẽ sa thải hay là giết ai, mình sống sống có tâm á. Đấy. Thì bác cũng có làm thế đâu, nhưng mà bác còn con bác. Vâng. Chứ bác không có Đấy. con thì bác cũng chả sợ. Vâng. Anh em thì bác cũng quên luôn đấy. Vâng. Bác ơi, con ơi. Con bây giờ con phải có việc ấy. Thôi con
con phải đi thì đến đến nhà bác con không có quà gì cả. Chả chả vội không, con làm xe ôm cho bác không có quà gì, không có một tí quà nào cả. Rồi con có 100.000 thôi, trong trong ví 100.000 con gửi bác. Đấy. Con gửi bác để bác mua thuốc khi mà kiểu ốm đau ấy. Đấy gọi là nhẹ. À, bảo không có tiền nhưng mà gửi cho bác 100.000 để bác mua sữa, mua đường quá nhá. Cảm ơn con nhé. Vâng. Bác Khải nhá, rỗi con lại về thăm bác. À, con biết nhà bác rồi. Ồ, bác ở một căn nhà biệt thự mà hoang vu này. Mà ở trước là có cây rất to, cái này gọi cây gì bác nhỉ? Dạ, cây sấu à? À, à, rồi. Ồ, cả nhà. À, báo về đây. Con chào bác nhá. Ở nhà đấy, nhìn thấy bác ở cô đơn một mình lẻ bóng này. Ở trước nhà có một cái cây. Thôi em và chị, hôm nay cũng vô tình là đưa bác đi xe ôm, đưa bác về nhà thì mới biết là hoàn cảnh của bác, chứ bình thường là không biết đâu. Hôm nay chắc là có duyên gặp bác đưa bác về chứ. Xong chả có quà cáp gì cho bác cả. Cho bác ít tiền để bác mua thuốc, mua thang. À, bây giờ ở một mình như thế, sau khi mà ốm đau bệnh tật không có con cái ở bên, khổ lắm ở nhà. Sao thương, tủi thân. Thế mong là nếu mà con trai mà nhìn thấy video của Up Báo, thấy bố như này thì lâu lâu lại về thăm bố. À, con cháu ở đâu thì lâu lâu về thăm. Thì bây giờ Up Báo phải xin phép được khép lại video đây cả nhà. Khi nào rỗi thì Up Báo sẽ vào thăm bác sau. Chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi kênh Up Báo. Ôi, đi lấy loa cả nhà ơi. Vừa đi thăm một bác trai 68 tuổi rồi, ở một mình. Chưa bác quá, nhìn bác một mình quá bơ vơ. Nên giữa đêm trời tối mà như thế, ở một mình lạnh lẽo. Lỡ mày huyết áp bệnh tật ốm đau, không ai chăm lo, không ai thuốc thang, cực kỳ thương vậy. Không biết là vị trí của công ty Gia Khánh nằm ở đâu. Công ty máy tính. Đang đi đây cả nhà. Thật sự hôm nay là nhìn thấy hoàn cảnh của bác mình, Á Báo thấy rất là cảm thương. Không biết nói gì hơn nữa, mong là bác lúc nào cũng mạnh khỏe. Con cháu thì là ít nữa. Cho nên là cái cuộc sống gia đình rất là quan trọng, mỗi người một nơi. Đấy, sắp đến đó. Sắp đến nhà, ở đây có hàng phượng rất đẹp này. Cả nhà này. Sắp đến máy tính Gia Khánh rồi, một đoạn nữa thôi. Ở thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang. Đây. Gia Khánh nằm ở đây, 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 đây. Ở đây à. Hello. Hello. Đến nơi cả nhà. Đã đến máy tính Gia Khánh rồi, vào hỏi cái loa thôi cả nhà. Mang một túi quả nho nhỏ đến ăn cho vui với anh em. Đây đây, máy tính Gia Khánh. Đấy. Đây, trời ơi. Để vào đây. Rồi, chào cả nhà nhé. Rồi, đây, đây, loa đây rồi. Quá ngày hẹn rồi, đây, quá ngày hẹn rồi. Thì quá ngày hẹn đây. Chào anh em nhé. Chào anh em. Đấy, có quả dưa này ngon này. Đấy, đây, ăn dưa đi, ăn dưa cho đỡ buồn đi, trao đổi đấy. Đây là bà chủ Gia Khánh này. Alo. Được thế thì còn gì bằng. Đấy. Bà chủ đang quản lý ở đây này. Anh Khánh đâu rồi? Anh Khánh đâu rồi? Anh Khánh ở cửa hàng trên. À rồi. Đây là không gian ở trong ấy. Gia Khánh ở nhà nhá.
Đây cô gái chuyên ngành sửa loa sửa máy này. Nhìn cô gái là đã biết loa máy to rồi. Loa to sóng khỏe rồi. Cô gái mà hét một cái là chồng bắn ra ngoài đấy. Hét một phát là cả ngôi nhà tranh là tung rồi. Đấy, cho nên là chuyển sang nghề bán loa là đúng rồi. Gì có phải loa của anh không nhỉ? Đúng không? Có phải loa của anh đây không? Hả? Đây không phải chứ. Anh thấy nó mới hơn đúng không? Ừ, thấy cũ ấy. Ừ. À, tại vì anh hẹn em tận tháng 6 anh mới lấy, nó chẳng ghé. Không, đây không phải. Đây nó thấp hơn và nó nhỏ hơn. Cầm thoải mái đi, cầm tự tin mà. Em không đang cầm thoải mái, anh cứ hát đi. Cầm cứ sợ. Em cầm cái khác tự tin là cứ cầm cái vừa run thôi. Ơi cả nhà, bây giờ áp báo hát test test loa, sửa loa xong rồi về test. Có khi chưa ấn quay cũng nên. À rồi. Tuổi thơ anh, tuổi thơ anh mẹ sống cạnh dòng, gió đung đưa cây khế. Để người đi mang nỗi niềm thương nhớ, ôi quê nhà mới nắng hay sương, ơi quê mình. Tôi phải đeo kính não suốt cả rồi. Ôi, quảng cáo nữa. Nhút mặn cá chua. Có bao giờ anh viết được vần thơ, trước mắt anh là trời xanh là biển rộng, đêm trăng lên nghe câu hò em hát, thương cha ra đồng bắt con thẹp con cu, nuôi con nên người vai mẹ gầy cô, dòng sông chạy về dòng lắm, ngàn phố ngàn sâu như dòng sương mè. Anh đưa em về ghé bên tắm xóa, ai ơi có về Hồng Lĩnh quê ta. Hoành sơ thiên ngang, vượt qua ngàn bão tố, đông lộc ngơ tàu anh xa khơi, mênh mang câu hò kẻ mù quê ơi. Bao giờ anh viết được vần thơ, trước mắt anh là trời xanh là biển rộng,
đêm trăng lên nghe câu hò em hát, thương cha ra đồng bắt con tẹp con cua, nuôi con đến người vai mẹ gầy khô. Dòng sông lo chạy về dòng lắm, ngàn phố ngàn sâu như dòng sữa mẹ. Anh đưa em về ghé bên Tam Xoa, ai ơi có về Hồng Lĩnh quê ta. Hoành sơn hiên ngang vượt qua ngàn bão tố, đông lốc ngơi người bóng hoa bất tử. Vì Vũ Thiên cầm tàu anh xa khơi, mênh mang câu hò kẻ gỗ quê ơi. Vì Vũ Thiên cầm tàu anh xa khơi, mênh mang câu hò kẻ gỗ quê ơi. Anh thương em rồi tình ta chung đôi, ta đưa nhau về Hà Tĩnh. Rồi cảm ơn em. Rồi cảm ơn em đây. Cô gái quay video giúp cho. Đấy, cảm ơn em. Đấy. Đai chip pro cả nhà nhá. Đây được ông anh ở Hà Nội tặng. Đấy, đai chip pro này. Đấy. Đây chip pro. Loa này rất là chất lượng cả nhà nhá, không phải là được áp áo được bán loa này mà các anh tặng cho áp áo loa này. Áp áo bị trục trặc một tí đi kiểm tra lại. Đấy, đai chip pro. Loa này hơn 10 triệu. Nó là giá 12 hay 13 triệu gì đấy. Ở trên hệ thống ở nhà nhá. Cả nhà đây là loa đai chip pro. Đấy, áp áo được một người anh ở Nam Định. Đấy, tặng. Và áp áo sử dụng loa này đã được năm nay năm thứ hai rồi. Hôm nay áp áo đi kiểm tra lại và chỉnh sửa một chút, nó bị trục trặc một chút thôi nhưng mà âm thanh vẫn rất là hay cả nhà nhé. Thì hiện tại áp áo đang ở nhà anh máy tính Gia Khánh ở thị trấn Bắc Quang, Hà Giang. Địa chỉ là 1341 đường Trường Chinh, Bắc Quang, Hà Giang. Số điện thoại ở trên này. Đấy, 0094102888. Đấy, ai mà sửa loa máy hay cái gì đấy liên quan đến máy tính thì alo cho anh đấy cả nhà nhé. Đấy, yên tâm. Đây cả nhà, đây là đầy đủ địa chỉ này. Đường Trường Chinh, Bắc Quang, Hà Giang. Số điện thoại 0941028888. 0219 0213 821 3333. Đấy. Máy tính Gia Khánh, chuyên lắp máy tính, sửa chữa, lắp camera và các loại cả nhà nhá. Có bán cả cái loa này. Đấy. Yên tâm. Áp áo xin phép được khép lại video ở đây. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi. Áp áo rất là cảm ơn anh Chí ở Hà Nội đã tặng cho áp áo loa này. Đấy, cả nhà nhé, 2 năm rồi sử dụng rồi, cực kỳ tuyệt vời. Đấy, rất là âm thanh rất là hay và cực kỳ mình làm sự kiện nào cũng có thể mang đi được cả nhà nhé. Rồi cả nhà, áp áo đã sửa xong loa rồi, đã thanh toán chuyển khoản hết rồi, hết có hơn 2 triệu thôi. À quên, 2 triệu thôi. À quên, rẻ 200 thôi, nhầm 200.000. 200.000. Rồi cảm ơn cô gái đấy, giúp áp áo sửa loa này. Đây cô gái này. Đấy. Đấy. Rồi cảm ơn em, chúc em sức khỏe nhá. Đấy, cô gái rất nhiệt tình nhá. Loa của cô gái mà hét một phát là chồng bắn ra ngoài khỏi nhà tranh luôn. Em tên gì nhỉ? Anh quảng cáo thế. Em tên gì nhỉ? Em tên Phương ạ. À Phương, rồi em Phương ngại quá. Em Phương chưa có chồng đâu cả nhà nhá. Nói thế sợ em không lấy được chồng. Rồi. Rồi. Chào cô gái kế toán này. Rồi. Đây. Chúc sức khỏe nhá. Rồi. Áp áo chào bà chủ cái nào. Bà chủ đang trốn ở dưới kia.
sợ bị quay video này. Bà chủ sang cái rồi. Rồi chào bà chủ nhá, cảm ơn loa rất hay nhá. Không làm gì đâu mà sao cứ phải trốn thế. Sợ phải vào hình video, mỗi năm vào một cái thôi mà, có sao đâu. Chào bà chủ nhá. Đấy, bà chủ là sửa loa cho báo đấy, cho nhân viên sửa, bà chủ không biết sửa đâu. Bà chủ biết tính tiền thôi. Đấy, còn anh em nhân viên đây này, đấy, rất nhiệt tình này. Rồi, chào anh em nhá. Nào đi đi cà phê gọi anh với nhá. Nhá, chào anh em nhá. Rồi, loa rất hay, báo ra để buộc loa đã. Rồi, chào cả nhà nhá. Và ra buộc loa đó. Rồi, khâu cuối cùng là khâu cho loa lên xe. Đấy, cô gái hỗ trợ áp áo cho loa lên xe này. Đấy, rất nhiệt tình nhá. Đấy, được, được đấy. Chắc chắn là được. Đúng, bây giờ sẽ cho loa. Chắc dây này là đủ thoải mái nhỉ. Có cần Việt Vinh. Việt Vinh thôi. Đây, đây có 3 cây thôi. Nha. Ui, chắc không rơi được đâu. Rơi lại mang xuống gặp em. Rơi lại mang xuống gặp em. Nghiêng nghiêng anh bê lên nhé. Em bê lên kia nhá. 1, 2, 3. Ừ, khá nặng ở nhà. Đấy, loa xịn về là về nhà thì có các cậu này. Sang nhá. Dachit Pro. Loa này thì thương hiệu Hàn Quốc rồi. Đấy, yên tâm rồi. Sẽ buộc vào đây. Chắc phải quay lại một vòng nữa được. Đấy, dây này giãn thoải mái. Em có đủ quay lại không? Em đủ dây quay lại không? Ừ. Thì buộc vào đây thôi, đúng không? Thoải mái nhỉ? Thoải mái, anh kéo đi. Chắc là không rơi được. Rơi lại mày mang xuống sửa tiếp. Vâng, rơi lại được xuống gặp em. Ừ. Cũng lo cả nhà, rơi cứ mang xuống gặp em đấy, em mới sửa cho. Một vòng nữa cho chắc này. Đấy. Cũng gọi là tầm tạm cảm giác đâu. Cũng không được chắc lắm nhưng mà. Ô, em không cho vào đây à? Vào đây đúng không? Đấy giời, trạch gì mà nó cứ bồng bềnh. Rồi. Cảm giác vẫn lỏng rồi. Nó lỏng nó cũng không ra được đâu anh ạ. Nó lỏng nó cũng không ra được đâu. Vâng, tại vì nó cứng vào cái này rồi. À rồi rồi, không sao. Hơi bồng bềnh đấy thôi. Áp áo về đây chào cả nhà nhá. Cảm ơn em nhá. Đấy. Chắc chắn rồi. Đấy, hoành tráng rồi. Bắt tay em gái nào, rồi. Chúc em lấy được chồng ba nhá, à quên chồng hai nhá. Chúc em lấy được cả chồng ba. Chồng ba càng tốt, mình nhiều chồng mình được người chăm sóc mà. Đấy. Đấy, lò rất to ở nhà nè. Đấy. Yên tâm. Bây giờ là chuẩn bị về thôi. Rồi, bây giờ là về thôi cả nhà ơi. Có loa để hát rồi. Về cho ba tin với cốm là hò hét loa. Với sai, à báo về đây. Mù say say lò say say, mù say say lò say say, hầu chứ hầu mẹ mẹ, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống hầu mẹ mẹ, thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xăm. Đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Ô, chàng trai mi tù mù say say lòi say say, mù say say lòi say say, hô chớ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống